nhà vườn Bình Thuận khai thác vụ nghịch của thanh long ruột đỏ ra sao? Ở giai đoạn trong đèn xử lý ra hoa trái vụ, đâu là kỹ thuật then chốt? Những nội dung này sẽ có trong chương trình Canh tác thông minh phát sóng vào ngày 15 tháng 10 năm 2023 với phần tư vấn cụ thể của tiến sĩ Nguyễn Đăng Nghĩa. Phân bón đầu châu, bạn đồng hành của nhà nông.